nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trò chơi mang tên là One More Jump. Tiếp nối chuỗi series các trò chơi cần phải nhảy. Tuy nhiên ở trò chơi này thì có khác với cả Cliffy Jump một chút. Khác như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá bây giờ nhé. Như các bạn có thể thấy thì đây chính là giao diện chính của game. Và mình sẽ cùng bắt đầu chơi cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ cùng ấn vào cái nút màu hồng này để khám phá tất cả các thử thách của chúng ta. Có tất cả là 72 bàn. Ủa, chơi này thì chắc chờ một ngày mới hết. Có tất cả là 72 bàn và mình sẽ khám phá bàn đầu tiên, bàn dễ nhất. Nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải ăn cái nút màu vàng cuối cùng. Tuy nhiên để đến được vào cái nút đó thì chúng ta sẽ phải ăn những cái viên màu xanh xanh ở trên đường đi. Ở mấy bàn đầu thì mình nhận thấy khá là đơn giản. Tuy nhiên đến những cái bàn như thế này thì mình đã cần phải ngoặt đầu các thứ. Nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Hơn là việc chúng ta đi một đường thẳng. Mình thấy âm thanh của trò chơi này cũng khá là hay. Cho nên các bạn nên bật âm thanh khi mà mình chơi nhé. Rồi, từ nãy giờ chơi hơi ẩu. Kiểu chỉ toàn ăn mấy viên vàng chứ không ăn viên xanh ấy. Mất bao nhiêu điểm. Đấy, bắt đầu đến cái bàn khó. Lần này chơi cẩn thận, quyết tâm là chưa ăn viên vàng vội. Khi mà chưa để ăn hết tất cả các viên xanh. Rồi, xong rồi. Nói chung là trò chơi này thì giao diện cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì mình nhận thấy là cái màu sắc của nó thì rất là bắt mắt. Đây là nút cài đặt này, rồi nó còn có cả nút hướng dẫn chơi. Tiếp theo đó là những cái thử thách mà chúng ta đã vượt qua. Thì trò chơi này sẽ ghi lại tất cả những cái thử thách đó và số điểm mà chúng ta đạt được. Cái nút mắt này là cái gì? À, đây là những cánh cửa mà chúng ta đã vượt qua. Nói chung là trò chơi này thì cũng không tốn quá nhiều não các bạn đâu. Nên là hy vọng các bạn sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ với trò chơi này. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhảy xuống dưới.